Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 173. Chương 1721, Át Chủ Bài Khủng Bố 2. Trong lúc âm thầm lẩm bẩm, Lục Thư Giao nhìn chăm chú về phía lão giả bên cạnh. Trương lão, sau đây vạn nhất có biến, còn cần ngài đích thân xuất thủ mới được. Tuy nói loại khả năng này ít ỏi, nhưng sự việc liên quan trọng đại, ta không muốn có bất kỳ sai lầm gì. Tất cả, làm phiền Trương lão tọa trấn. Trương Thông Hải hờ hững gật đầu. Có lão phu tại trận, còn có người nào dám tranh phong? Nhẹ giọng nói một câu vô cùng bá khí, lập tức khiến các cao thủ cung kính hành lễ. Trương lão nói rất có lý, nên thế nên thế. Ha ha, ở trước mặt Trương huynh, thế nhân đều là sâu kiến. Lục Thư Giao cũng là cả mặt ngập tràn nét tươi cười, dung mạo cũng là thoải mái. Được. Trương Thông Hải ẩn thế vạn năm, là cao thủ bát phẩm chân chính, lời đồn đối mặt với đại năng cửu phẩm cũng đều có thể an toàn rút lui. Có thể nói là sự tồn tại đỉnh cao của đảo đen, người thường căn bản không thể nào gặp được. Lão tổ sư môn của nàng và Trương Thông Hải có một chút giao tình, còn hứa hẹn một phần thưởng lớn, mới mời được vị này, đồng ý ra tay một lần. Nhân mạch tài nguyên như thế này, đủ để nghiền ép chúng sinh đảo đen. So át chủ bài, không có người nào có thể mạnh hơn nàng. Về phần Lộc Tâm Lan, dựa vào mấy tạp ngư lục phẩm kia, còn có hạng người vô danh, cũng vọng tưởng tranh chấp với nàng. Đúng thật là không biết tự lượng sức mình. Đứng từ xa nhìn lại, trong lòng Lộc Thư Giao tràn đầy cảm giác ưu việt. Để ý đến mấy vạn ánh mắt tập trung đến, nàng mới kìm chế đắc ý, ra vẻ rộng lượng lên tiếng. Tâm Lan muội muội, tuy muội và ta cùng cha khác mẹ, nhưng cũng là tỷ muội quan hệ huyết thống, mọi thứ vẫn là dĩ hòa vi quý, không cần phải tranh chấp đến chết. Nếu như muội muốn rút lui khỏi tỷ thí, bây giờ vẫn còn kịp. Nếu không tiếp sau đây bị thua, theo lệ sẽ phải rời khỏi Vạn Bảo Lâu, đến ngay cả cơ hội quản lý phân bộ cũng không có, từ nay lưu lạc bên ngoài, người tỷ tỷ là ta sao nỡ lòng chứ? Giọng nói ôn nhu truyền vang, dẫn đến từng trận tán thưởng. Một câu nói thu mua được không ít lòng người, giành được hảo cảm của toàn bộ cao tầng trong đảo, đồng thời cũng mượn cơ hội chèn ép Lộc Tâm Lan, có thể nói tâm cơ âm hiểm đến cực điểm. Ngoài miệng nói không nỡ lòng, nhưng trên thực tế lại nói rõ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong mắt Lộc Tâm Lan bừng lên lửa giận, muốn cắn răng phản bác. Ai ngờ được. Bùi Tùng Hạc bước lên trước một bước, một bộ dáng vẻ tức giận trung thành hộ chủ. Ta nhổ vào. Lộc Thư Giao, ngươi ít ở đó giả nhân giả nghĩa đi. Còn chưa tỉ thí đã đứng đó diễu võ dương oai, khẩu khí thật là lớn, ăn sủi cảo nhân rau hẹ rồi hả? Còn nói cái gì mà tỉ muội không cần tranh chấp, ngươi cũng xứng với quan hệ huyết thống của bản thân mình với Tâm Lan tiểu thư. Nếu đã như thế, vì sao lại không nhận thua? Đúng là mẹ nó không biết xấu hổ. Vì một, cục đờm đặc bay thật xa, các tân khách kinh ngạc đến trợn to con mắt, đột nhiên cảnh tượng yên lặng. Cho dù lòng dạ Lộc Thư Giao rộng rãi, cũng không chịu nổi bị làm nhục như thế, sắc mặt có thể thấy rõ được có mấy phần âm trầm, thân sắc giả bộ rộng lượng vừa rồi cứng ở trên mặt. Lập tức, muốn ở trước mắt hàng vạn người bùng nổ. Lộc Thư Giao gần như giận đến không nhịn nổi. Người ngoài lên tiếng như thế nào, nàng cũng đều chẳng thèm ngó đến, nhưng Bùi Hạc Tùng đầu tiên là phản bội chạy trốn, lúc này lại mỉa mai trước mặt, đúng là khó mà khoan nhượng. Khổ nỗi vạn ánh mắt đang nhìn vào, Lộc Thư Giao chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này, giận quá hóa cười. Ha ha, muội muội tốt, không ngờ được một tên tạp ngư vô dụng, thế mà chạy đến bên cạnh muội lại trở nên trung thành như thế, mở miệng đã là lời nói bẩn thỉu. Xem ra, vẫn là muội muội có phương pháp giáo dục tốt. Lời nói ôn nhu dâm dương quái khí, thủ đoạn hát nước bẩn rất thành thạo, tân khách giống như có điều gì đó suy nghĩ nhìn chằm chằm. Trong mắt không ít tuổi trẻ tuấn kiệt mang theo thần sắc khác thường nhìn về phía Lộc Tâm Lan. Có cái gọi là thanh giả tự thanh, Lộc Tâm Lan không để ý đến ánh mắt của người ngoài. Còn về phần xúi dục vu oan trước sau như một, nàng cũng lười để ý đến. Không cần nói nhiều, bắt đầu tỉ thí đi. Một lời nói lạnh giọng đã hóa giải tất cả tâm cơ, Lộc Thư Giao đành phải đưa mắt nhìn về trưởng lão giữa sâu, trên mặt mang theo dáng vẻ vô cùng tự tin. Trưởng lão minh giám, nếu như muội muội khăng khăng muốn tỉ thí một hồi, ta cũng chỉ có thể theo đến cùng. Nghe xong,
trưởng lão Vạn Bảo Các hướng về phía năm đại các lão xin chỉ thị. Nhìn thấy năm vị đại nhân khẽ gật đầu, trưởng lão lập tức ôm quyền nhìn về tất cả mọi người ở bốn phía, cao giọng chủ trì. Chương 1722, ngươi coi ta là ai? 1. Các vị, hai vị tiểu thư, lần so tài này, dựa theo tổ lệ chính thức bắt đầu từ đây, hai bên dùng khách khanh đối chiến để quyết định thắng thua. Lần lượt phái người vào cuộc tỉ thí, mãi đến khi một bên không có người nào lên trận nữa, nhận thua mới thôi. Giọng nói âm trầm vang lên. Tân khách toàn trường giữ vững tinh thần, trong mắt đều mang theo ý cười nhạt, trong ngàn vạn ánh mắt nhìn về phía Lộc Thư Giao, tràn ngập ý nịnh nọt. Đội hình hai bên cách xa, dường như thắng bại đã có chút rõ ràng, không ít người đã âm thầm chuẩn bị xong lễ vật, chờ đợi quá trình trận chiến này kết thúc. Giống như, nàng đã là lâu chủ Vạn Bảo Lâu. Lộc Thư Giao càng thêm tự tin, thể hiện ra khí độ của lâu chủ đại nhân. Muội muội tốt, đừng nói tỉ tỉ lấy mạnh hiếp yếu, nể mặt quan hệ huyết thống của ngươi và ta, sẽ do ngươi phái người xuất trận trước, sau đó nếu như thua, cũng đừng oán tỉ tỉ. Lại là một hồi đắc ý giả mạnh, đội hình của đối phương rất mạnh mẽ, người được chọn làm mở màn trận chiến rất quan trọng, nếu như thua trận đầu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, nhưng nếu như Bùi tiên sinh mạnh nhất lên, phần thắng của đối chiến ở phía sau sẽ rất có hạn. Do dự một lúc, Lộc Tâm Lan đành phải ngoái nhìn lặng lẽ ôm quyền nói. Các vị, không biết có ai tình nguyện xuất chiến. Tuy nàng thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không tự đại. Các vị tiền bối ở bên cạnh đều là cao thủ, tu vi và kiến thức hơn xa người thường, thỉnh giáo một hồi cũng không sai. Vừa dứt lời, Bùi Tùng Hạc và Tát Đông Lai yên lặng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hai người đang muốn ôm quyền xuất chiến. Ai biết được, lại có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước. Ta đến đi. Bạch. Mấy người nghe tiếng kinh hãi ngoái nhìn. Dịch tiên sinh trầm mặc đã lâu, vững vàng bước ra. Mấy người kinh hãi đến tròng mắt mở to, ánh sáng phấn chấn tràn ngập khuôn mặt. Thế mà tiên sinh lại muốn đích thân xung phong. Lộc Tâm Lan cũng vô cùng mừng rỡ. Dịch tiên sinh có thể đồng ý đến đây giúp đỡ, đã là cho nàng thể diện lớn bằng trời. Nàng nào dám ra lệnh với vị này, càng không dám nghĩ tiên sinh sẽ đích thân xuất chiến trận đầu. Vị này ra tay, ở đây có người nào có thể địch lại. Trận đầu tuyệt đối ổn rồi. Tiếp đó Dịch Phong bước lên phía trước. Đủ loại áp lực lúc trước, trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Lộc Tâm Lan và mấy người kích động ôm quyền, trong mắt tràn ngập ánh sáng. Làm phiền tiên sinh. Nhìn thấy loại trận thế này, mấy vạn tân khách cũng kinh ngạc chăm chú nhìn đến. Nhìn Dịch Phong không có gì khác lạ, chẳng qua chỉ là một người thanh niên bình thường. Sau khi vô cùng bất ngờ, không ít người thả thần thức ra tra xét. Thế mà lại không phát hiện một chút sức mạnh đại đạo nào. Bên trong tân khách vang lên âm thanh kinh nghi, trong mắt không ít lão quái lộ ra vẻ nghiêm trọng, năm đại các lão vẫn luôn ngồi vững, cũng có một chút trạng thái nhíu mày. Đương nhiên, cũng có người không thấy được sự bất thường của hậu bối trẻ tuổi này. Nhất thời, hội trường tràn ngập đủ loại thấp giọng thương nghị, khen chê không đồng nhất. Thế mà lão phu lại không nhìn ra được tu vi của người này. Người này tuổi còn trẻ, dám xuất chiến trận đầu, chắc hẳn tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt, xem ra Tâm Lan tiểu thư cũng có viện thủ mạnh mẽ. Ha ha, lẽ nào hắn có thể có tu vi thất phẩm? Ta thấy hắn là cố làm ra vẻ huyền bí thôi, nếu như thật sự là cường giả, cần gì phải che che lấp lấp đối với tu vi của mình. Nếu như người này có thể chiến thắng khách khanh của đại tiểu thư, bản công tử sẽ dựng ngược đầu trăm năm. Xung quanh hội trường vang lên tiếng xôn xao, Dịch Phong vẫn luôn yên lặng đi về phía trước. Cái gọi là thắng thua đã sớm không còn nằm trong phạm trù tính toán của hắn. Lúc này đứng ra chỉ vì tự tìm cái chết. Đối diện cao thủ nhiều như mây, còn có thể có tu vi bát phẩm. Loại cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiếp sau đây toàn lực đánh một trận, thắng không cô phụ thù lao của Lộc Tâm Lan, thua thì cũng đã cố gắng hết sức. Vạn nhất nếu như bị đối thủ đánh chết, vậy thì lời lớn rồi. Tương lai hắn bất tử bất diệt, nhất định tu vi tăng mạnh, cho dù muốn nâng đỡ Lộc Tâm Lan, có lẽ cũng không khó đi. Thua vị trí lâu chủ thì làm sao? Làm đảo chủ không tốt hơn sao? Chuyện này kiếm nhiều không lỗ đó. Dịch Phong càng nghĩ càng thấy đáng tin, không còn bất luận gánh nặng gì trong lòng. Trong đầy chỉ còn lại ba chữ thật to, chính là làm, vững vàng đi đến chính giữa hội trường. Dịch Phong đã ấp ủ xong cảm xúc, hoàn toàn là ảnh đế nhập thể,
mỗi một lông chân đều ngập tràn khí chàng vô địch, rõ ràng là Trương Phi muốn bay. Ai dám ra khỏi hàng đánh một trận? Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng dường như lại có khí lãng vô hình theo đó mà lan tràn. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1723, Ngươi Coi Ta Là Ai? 2. Đột nhiên tất cả mọi người yên lặng, một người một tiếng, khiến cho kinh ngạc của vạn người càng thêm đậm hơn. Khá lắm, đây là người hung ác ở đâu đến? Đối mặt với 7-8 vị cao thủ đỉnh cao, người này dám một mình khiêu chiến, còn bày ra một bộ thần sắc khinh thường, chắp tay lạnh lùng nhìn mọi người như cỏ rác. Đây là sức mạnh như thế nào? Đột nhiên tất cả mọi người bị chấn trụ, ngàn vạn tân khách chỉ cảm thấy cả người khuất phục. Khách khanh bên cạnh Lộc Thư Giao cũng nhìn đến hoài nghi ở trong mắt càng lớn hơn, nhất thời không nắm chuẩn được, rốt cuộc tu vi của Dịch Phong là loại trình độ nào. Muốn nói cố làm ra vẻ, cỗ khí tức sâu không lường được kia lại đang không ngừng lan tràn, mấy vị cao thủ thất phẩm đều mặc cảm, chỉ vừa mới bị tác động đã là áp lực như núi. Nhưng nếu như là thật, vậy thì càng không thể tin được. Loại khí tràng bậc này, e rằng tu vi không dưới Trương Thông Hải. Tại sao đảo ngoài có thể có cao nhân giống như thế này? Mấy vị khách khanh đưa mắt nhìn nhau, không kìm chế được yên lặng nhìn nhau, lại thấy ánh mắt Trương Thông Hải cũng lộ ra vẻ trầm tư, lập tức càng thêm kinh hãi, đều không dám tự tiện ra khỏi hàng ứng chiến. Dịch Phong thấy đối phương vẫn luôn không động, không khỏi âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là cao thủ, ổn trọng không phải chỉ có một chút. Thủ đoạn kéo thù hận bình thường là không được, nhất định cần phải mạnh một chút. Ánh mắt quét ngang, hắn lại lần nữa lạnh lùng nhìn chăm chú. Các ngươi đều là gà đất chó sành, ta lật tay là có thể trấn áp, nếu như không dám một mình xuất chiến, vậy thì cùng lên đi. Tiếng nói thâm trầm vang vọng, tất cả mọi người náo động. Đây không phải là khiêu chiến đơn thuần, mà rõ ràng là khinh thường sỉ nhục. Lộc Thư Giao nghe xong tròng mắt lạnh lẽo, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Các vị thờ ơ là ý gì? Lẽ nào muốn Trương lão xuất thủ trước sao? Cuối cùng, có một vị cao thủ thất phẩm, vẻ mặt đỏ bừng, không ẩn nhẫn thêm được nữa. Lộc tiểu thư, để lão phu xuất chiến trận đầu đi. Lúc này sắc mặt Lộc Thư Giao mới chuyển biến tốt đẹp, gật đầu tán dương mang tính chất tượng trưng. Làm phiền Tống khách khanh. Một lát sau, lão giả xuất chiến trong mắt đầy vẻ hung ác, lên tiếng ôm quyền vững vàng bước ra. Trong nháy mắt, toàn bộ người ở giữa sân lui lại, pháp trận xuất hiện vây quanh hai người đối chiến. Lão giả xuất chiến thành danh đã lâu, có tu vi thất phẩm chân chính, ở trong loại cảnh tượng hoành tráng này bị người khác trấn trụ, sau này còn đặt chân ở trên đảo đen như thế nào? Một thanh niên lạ lẫm cố làm ra vẻ, đã muốn không chiến mà thắng. Người nằm mơ nói mộng. Khuôn mặt lão ra đầy vẻ hung ác đi lên phía trước, hai quyền vận chuyển sức mạnh đại đạo đáng sợ. Tiểu tử, chút thủ đoạn này sao có thể hù dọa lão phu, ngươi coi ta là ai? Trong chớp mắt, song quyền của lão giả tuôn ra toàn lực, mấy vạn người trong hội trường điên cuồng gào thét, khí thế khủng bố xông thẳng về phía Dịch Phong, chấn động thiên địa biến sắc. Nhìn thấy một quyền đáng sợ thế như thủy triều đánh đến, trong lòng Dịch Phong tràn đầy kinh hỉ. Cuối cùng cũng có người hung ác xuất hiện, lần này tuyệt đối ổn rồi. Trong mắt hiện lên chờ mong sắp chết, Dịch Phong cũng phối hợp với bầu không khí, nghiêm túc đánh ra một quyền. Oanh! Sức mạnh của hai quyền giao hội, âm thanh bùng nổ chấn vang chín tầng mây. Va chạm không đến một giây, lại biến thành gợn sóng nghiêng đổ nghiền ép. Chỉ một quyền. Đại trận giữa sân tiêu tán như mây khói, hội trường cũng bị xuyên thủng, quyền phong đi xa nghìn vạn dặm mà không dứt. Thân ảnh của cao thủ gia quyền cũng biến mất không thấy bóng dáng, đến thần thức cũng không thể nhận biết được khí tức. Giống như, trên thế gian không có người này. Tống khách khanh, chết. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh đến lạ thường. Một quyền qua đi. Mấy chục vạn tân khách không còn một chút âm thanh nào nữa, phảng phất như đủ loại âm thanh giữa đất trời này, đều theo Tống khách khanh xuất chiến cùng biến mất. Nhìn khe rãnh dài trăm trượng đáng sợ trong hội trường, tất cả mọi người lâm vào ngây ngốc. Lộc Thư Giao cũng cả kinh đến sắc mặt trắng bệch, ý cười biến thành mơ hồ lẩm bẩm. Đây, chuyện này sao có thể? Hội trường tinh vân trải rộng sức mạnh đại đạo, mấy ngàn năm trước mời đến mấy vị đại năng tuyệt đỉnh, dùng vô số bảo tài chân quý,
tốn mấy ngàn năm mới hoàn thành xây dựng. Mỗi một khắc mở hội trường ra đều cần tiêu tốn một lượng lớn tiên tinh để duy trì. Hội trường xa hoa này là tâm huyết mấy đời của Vạn Bảo Lâu, toàn bộ Đông Hải không ai sánh bằng. Cho dù là cao thủ bát phẩm đánh ra một đòn toàn lực, cũng không thể nào phá hủy đến loại trình độ này. Lúc này, không chỉ có pháp trận bị phá hủy dễ như trở bàn tay, tường mây của hội trường cũng bị xuyên thủng như gỗ mục. Chương 1724, Kim Thiền thoát xác, 1. Tống Khách Khanh tu vi thất phẩm, lập tức bị tiêu diệt đến không biến mất tại chỗ, không thấy hình dáng, phảng phất như con kiến hôi tiêu tán giữa đất trời. Một quyền, chỉ một quyền, thế mà lại khủng bố đến mức độ này. Vì sao một sự tồn tại mạnh như thế lại cam nguyện việc cho Lộc Tâm Lan? Con ngươi Lộc Thư Giao chấn động, không thể tin được tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt. Mọi chuyện phát triển hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng, thậm chí đánh vỡ nhận thức của nàng, tâm cơ và mưu trí trong đầu Lộc Thư Giao đều biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại tiếng ong ong vang lên, giống như dư chấn của cuồng phong vẫn chưa ngừng. Ngây ngốc nhìn khe rãnh trăm trượng dọa người ở giữa sân, đột nhiên nàng cảm thấy bối rối chưa từng có. Nhanh chóng nhìn lại, ngữ khí cũng không tự tin trầm ổn như lúc trước. Các vị khách khanh, phải làm sao mới ổn đây? Giọng nói run run vừa vang lên. Mấy vị khách khanh bên cạnh giống như là bị sét đánh. Lộc Thư Giao nhìn về phía mỗi người, đánh thức tất cả khách khanh cả kinh đến chân tay run rẩy, giống như ánh mắt của nàng không phải thỉnh giáo, mà là cất giấu ánh sáng lạnh lẽo đến đòi mạng. Nhóm khách khanh mắt lớn trừng mắt nhỏ, các loại lời nói cả lăm trốn tránh vang lên. Đây, cái này. Đúng rồi, đột nhiên lão hủ nhớ ra, gia mẫu hôm nay phải lâm bồn, vào thời khắc mấu chốt này, thân làm con cần phải chờ đợi ở bên cạnh, tạm biệt các vị. Nói xong, trong nháy mắt người này biến mất không thấy bóng dáng. Thuận theo một người nhanh trí lên tiếng, mấy vị khách khanh cũng học theo hành lễ. Lưu huynh nói đến chuyện này, ta cũng nhớ ra rồi. Hôm qua gia phụ từng báo mộng cho ta, nói ông ấy vẫn hùng phong như trước, muốn một vài thị nữ cơ thiếp, ta phải nhanh chóng về tổ lăng tế bái, đốt thêm một chút người giấy. Đúng đúng đúng, tận hiếu là cơ bản của con người. Ta cũng lãng phí thời gian mấy chục năm phiêu lãng, đã rất lâu không thăm viếng tộc nhân, cũng nên trở về bế tử quan rửa chân cho gia mẫu. Khụ khụ khụ, lão phu cũng nhớ ra, vạn năm trước luyện một lò đan, tính ra hôm nay cũng đã đến lúc ra lò rồi. Tâm huyết vạn năm thật sự khó mà dứt bỏ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại đi. Các ngươi, ta, mẹ nó, ta đau bụng. Trong nháy mắt, bảy vị khách khanh cuống quýt ôm quyền tản đi tan tác như chim muông. Không đợi Lộc Thư Giao lên tiếng hỏi, những cao thủ này lúc nãy khí thế phi phàm, tất cả đều đẩy ra hư không biến mất không thấy bóng dáng, người sau chạy nhanh hơn cả người trước. Cuối cùng đều lấy cớ biến mất. Siêu, một đạo gió lạnh thổi qua, bên cạnh đã không còn một ai. Trong mắt Lộc Thư Giao choáng váng. Dưới ánh nhìn chằm chằm của vạn người, đột nhiên nàng một mình đứng giữa hội trường, giống như tên hề, so với khí thế phô trương rầm rộ lúc nãy, quả thực là khác biệt như ngày với đêm. Cuối cùng Lộc Thư Giao cũng không thể nào che giấu được lửa giận trong lòng. Sắc mặt xanh đỏ không ngừng đan xen, đôi bàn tay nắm chặt đến các khớp xương trắng bệch. Tiểu nhân, tất cả đều là một đám tiểu nhân vong, ân bội nghĩa. Nghiêm túc mắng chửi, giống như là nữ tử ở ngoài chợ búa. Lộc Thư Giao đã không còn để ý đến dáng vẻ, vội vàng ngoái nhìn xung quanh. Nhìn thấy thân hình của Trương lão vẫn đứng yên như cũ. Thân sắc của nàng mới có chút hòa hoãn, vội vàng bước lên phía trước hành lễ, vô cùng nịnh nọt. Trương lão trầm ổn như nước, quả nhiên là người mà đám tiểu nhân kia không thể so sánh. Bây giờ cường địch ở phía trước, mong rằng trưởng lão ngăn cơn sóng dữ. Tiểu nữ nhất định vô cùng cảm kích, tương lai trả thù lao nhiều gấp trăm lần. Lộc Thư Giao là người cao ngạo cỡ nào, lúc này nàng có thể hạ thấp tư thái, thật sự là tình thế bức bách, các tân khách nào đã từng nhìn thấy bộ dáng như thế. Trong mắt không ít người lộ ra vẻ thổn thức, hậu bối trẻ tuổi càng là hai mắt sững sờ. Hình tượng thần nữ đại tiểu thư dường như bắt đầu sụp đổ. Cổ quái chính là, cho dù Lộc Thư Giao cúi người hành lễ lấy lòng như thế, từ đầu đến cuối Trương Thông Hải vẫn vững vàng đứng yên, không có một câu trả lời nào, giống như là cái giá đứng ngay tại chỗ. Sắc mặt Lộc Thư Giao đỏ lên cắn răng, cũng chỉ có thể cười làm lành. Trương lão, chỉ cần ngài có thể ngăn cơn sóng dữ, bất kể điều kiện gì cũng không thành vấn đề.
Trương Thông Hải vẫn ổn vững như cây tùng. Lộc Thư Giao có chút không xuống được đài, trong mắt càng thêm vội vàng, không nhịn được duỗi ngón tay ra đụng vào. Trương lão, ai ngờ vừa đụng vào một cái, trưởng lão vững vàng thẳng tắp ngã xuống mặt đất, trong nháy mắt chạm vào quần áo, bất ngờ sụp đổ khô quắt. Thế mà lại là một bộ túi da giả. Lộc Thư Giao kinh hãi ngã nhào xuống mặt đất, bất ngờ túm chặt lấy quần áo. Quần áo đó nàng bị một tay túm chặt, cảm nhận được trọng lượng nhẹ bẫng, trong lòng của nàng cũng vì đó mà trở nên trống rỗng, trong mắt không ngừng hiện lên vẻ chấn động, khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1725, Kim Thiền Thoát Xác 2. Đây là thuật Kim Thiền Thoát Xác. Trong lời đồn, Trương Thông Hải dùng tu vi bát phẩm, đối mặt với đại năng cửu phẩm mà còn có thể an toàn rút lui. Thứ dựa vào chính là một tay thuật Kim Thiền Thoát Xác sử dụng như thần, không đợi đối phương phát giác, đã trốn xa ngoài trăm vạn dặm. Không ngờ được, lời đồn này lại là thật. Càng không ngờ được, thế mà lão già này lại dùng dị thuật giữ mạng vào lúc này. Thuật Kim Thiền Thoát Xác này hoàn toàn có thể gọi là thần tích, lời đồn tiêu hao cực kỳ khủng bố, thời gian phát động cũng dài dằng dặc, không phải thời điểm đại nạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng đến. Nói như thế, hẳn là lão tặc này đã phát giác được nguy cơ từ trước, âm thầm phát động dị thuật, rút lui khỏi hội trường sớm hơn so với người khác. Đáng chết, nghi trượng vương bài cuối cùng, thế mà lại là lão tặc khó tin nhất. Tất cả hóa thành hư vô, cho đến giờ phút này Lộc Thư Giao mới nhận ra, không quan tâm được hình tượng nữa, tuyệt vọng vạn sự đã tiêu xông lên trên đầu. Đến Trương Thông Hải cũng liều lĩnh vứt bỏ chạy trốn, ai có thể đến giúp nàng? Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi. Vì sao đứa con hoang Lộc Tâm Lan kia có thể có được cao thủ như thế giúp đỡ? Dựa vào cái gì nhân mạch của cô ta lại mạnh hơn nàng? Lộc Thư Giao chưa bao giờ gặp phải trở ngại gì, đột nhiên cuộc đời sụp đổ, giống như là từ đám mây rơi xuống mặt đất. Cả mặt đều là bộ dáng bối rối không thể tin được. Nàng không dám ngước mắt, không cách nào đối mặt với các loại ánh mắt của các tân khách, trong sự đả kích cực kỳ lớn. Vị thần nữ tâm cơ không ai bì nổi này, phảng phất như là mất hết khí lực toàn thân, đến quần áo ở trong tay cũng không thể nắm lấy được nữa. Kinh ngạc mở to mắt ngồi trên mặt đất, váy dài lộng lẫy chói mắt lúc trước đã loạn thành một đoàn, dính bụi mù quyền phong cuốn lên, giống như một đám bụi cỏ. Lúc này nhìn dáng vẻ, thế mà lại trướng mắt buồn cười như thế, nhìn thấy thay đổi to lớn ở giữa sân. Lại nhìn thấy Lộc Thư Giao thất hồn lạc phách như thế, rõ ràng là đại cục đã định. Trong sự yên lặng của các tân khách, dần dần vang lên tiếng thổn thức. T. Thế mà tất cả đều chạy, không có một chút khí tiết nào. Phí lời. Đối mặt với cao nhân như thế, có kẻ đuôi mù nào lại đi lên đánh một trận. Cấp thiên thất phẩm cũng không đỡ được một quyền, khí tiết cái gì. Thế mà vị tiên sinh này lại khủng bố như thế. Hóa ra Tâm Lan tiểu thư đã sớm có chuẩn bị. Lão hủ đã sớm nói rồi, Tâm Lan tiểu thư mới là người thiên mệnh hướng về. Ha ha, đúng là hiểu biết của anh hùng đều giống nhau, lão phu đã chuẩn bị xong lễ vật cho Tâm Lan tiểu thư rồi. Tiếng nghị vọng vang lên sôi nổi, ánh mắt của tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Không đến mấy giây, rất nhiều lão hóa quái đều hoàn hồn chúc mừng, hội trường vang vọng tiếng cười. Lộc Tâm Lan lật ngược tình thế, tân khách đều thể hiện thái độ lấy lòng. Dịch Phong đầy mặt mơ hồ, càng là trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Dịch Phong một mình đứng yên ở đó rất lóa mắt. Hắn lại là không có chút nào chấn động kinh hỉ, ngây người đứng tại chỗ thật lâu không phản ứng kịp. Mẹ nó! Bản thân hắn mới đánh có một quyền, người so với mình một quyền kia đã chết rồi, những người khác cũng đều chạy trốn, đã nói là cao thủ thất bát phẩm đâu, lẽ nào đều là con gà? Lẽ nào, trận thi đấu này lại cứ kết thúc như thế? Dự cảm bất thường vừa hiện lên trong lòng. Trong mắt trưởng lão bước vào hội trường đầy vẻ chấn động, ôm quyền nhìn về bốn phía hành lễ. Các vị khách quý chứng kiến. Khách khanh của Thư Giao tiểu thư không xuất chiến, lần thi đấu này thắng bại đã rõ, bên thắng chính là Tâm Lan tiểu thư. Năm vị các lão nhìn người đối diện kiêng, kỵ, cũng cùng nhau đứng dậy. Kể từ hôm nay, Lộc Tâm Lan chính là lâu chủ đương đại của Vạn Bảo Lâu ta. Chấp trưởng 72 phân bộ Đông Hải, chủ trì tất cả công việc của Vạn Bảo Lâu.
âm thanh tuyên bố cực kỳ quả quyết, Dịch Phong bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, bầu không khí trong hội trường bùng nổ, tiếng hoan hô xông thẳng lên 9 tầng mây. Các loại tân khách vây quanh thành vòng tròn đám người Lộc Tâm Lan, tặng lễ chúc mừng người nào cũng có, nhất thời Dịch Phong bị từng vòng người bao vây, giống như gặp phải ngàn vạn fan cuồng. Bên trong âm thanh hoan hô như núi kêu biển gầm, hắn hoàn toàn mơ hồ. Khắp nơi chúc mừng và reo hò, hắn chỉ cảm thấy ầm ĩ. Chớp mắt, bóng đêm giáng xuống. Tổng bộ Vạn Bảo Lâu răng đèn kết hoa, trước nội môn ngoại môn tân khách như rồng. Tiệc rượu trong đại điện liên tục mấy canh giờ, từ đầu đến cuối không có một chút dấu hiệu nào tản đi. Tân nhiệm lâu chủ Lộc Tâm Lan ổn định chủ vị, mấy vị khách khanh lớn cùng ngồi một bàn. Chương 1726, cơ hội chuyển bại thành thắng, 1. Cho dù Lộc Tâm Lan tuổi còn trẻ, ở trong đảo đen không có nhiều căn cơ, nhưng hôm nay sau khi Dịch Phong thể hiện tu vi đáng sợ, nàng thuận lợi kế nhiệm vị trí lâu chủ, đã là người có địa vị tốt cao ở đảo đen, uy thế vượt ra các đời lâu chủ. Nhóm lão quái khôn khéo cỡ nào, đương nhiên biết rõ lấy lòng Lộc Tâm Lan chính là lấy lòng Dịch Phong. Cho nên tranh đấu trong việc tặng lễ tăng lên, người mặt dày nịnh nọt nhiều vô số kể, cũng không biết đã kính bao nhiêu chén rượu. Rốt cuộc mấy vị lão quái cũng không nhịn được vẻ tôn kính ở trong mắt, mỉm cười với Lộc Tâm Lan hành lễ. Lộc lâu chủ, lão hủ may mắn tận mắt chứng kiến lâu chủ kế nhiệm, quả thật là vô cùng vinh quang, cũng là rất có kính ngưỡng với vị tiên sinh kia, không biết có thể có cơ hội một lần nữa bái kiến một hồi không. Cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Đột nhiên không khí vui vẻ của tiệc rượu yên lặng, trong mắt tất cả mọi người đầy vẻ chờ mong. Lộc Tâm Lan cũng không phải người bình thường, nghĩ một chút đã biết được suy nghĩ của đám người này, mỉm cười lên tiếng từ chối nhã nhặn. Từ lão thứ lỗi, Dịch tiên sinh không thích thế tục náo nhiệt, đang ở nhã thất tĩnh tu, ta cũng không dám quấy nhiễu. Nghe xong, đương nhiên đám người không còn dám mở miệng bái kiến. Cho dù là lời nói từ chối nhã nhặn, cũng là hù dọa một trận sùng kính cúi đầu. Các tân khách có thể tưởng tượng được, Dịch tiên sinh đang ổn định ngồi ở nhã thất, lạnh nhạt yên lặng lắng nghe nghị luận nhiệt liệt vui vẻ của Vạn Bảo Lâu, trong mắt không có một chút tưởng tượng nào. Mặc cho thế gian vinh nhục, ta lãnh đạm như mây nhàn. Đây là tâm cảnh cỡ nào? Không hổ là Dịch tiên sinh. Đối với vị này mà nói, Vạn Bảo Lâu đổi chủ, sợ rằng cũng chỉ là một chút không có ý nghĩa gì, đã sớm không còn cách nào lọt được vào trong tầm mắt của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, tán, thưởng kính ngưỡng của đám cự đầu ở đây càng sâu hơn, vô cùng tôn kính đối với thanh danh của Dịch tiên sinh, đến động tác nâng chén lần nữa cũng trở nên trầm ổn hơn không ít. Trên thực tế, trong một tiểu viện lịch sự tao nhã sâu trong Vạn Bảo Lâu, cao nhân Dịch Phong đang miệng đầy ngôn ngữ, cả mặt buồn bực đi qua đi lại. Thảo thảo thảo, đúng thật là đào hố mà, cao thủ thất phẩm đến một quyền cũng không chịu được, cao cái đại gia nhà hắn. Nếu như có người ngoài ở đây nhìn thấy, không thể nào liên hệ được cảnh tượng này với thân phận cao thủ, cho dù là lão quải trong đảo đến đây, lúc này cũng rất khó tìm được góc độ nịnh nọt. Cứ đi đi lại lại vài vòng, Dịch Phong buồn bực đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn. Ở phía xa tiếng cười vui vẻ trong tiệc rượu truyền đến, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Một tay chống mặt, cả mặt đều tràn ngập vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Đây mẹ nó, ta coi là cuối cùng cũng gặp được cao thủ, thế mà lại là một kẻ giả lợi hại, phía một lượng lớn sức lực kết quả vẫn là qua loa, chuyện này gọi là cái gì đây? Đơn độc ngồi yên thật lâu, rốt cuộc Dịch Phong cũng nhận biết được sự cường đại của mình, hắn hiện tại sợ rằng đến cấp thiên bát phẩm cũng không phải địch thủ. Nhìn ra tinh không ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai? Ta chính là muốn chết mà thôi, tại sao lại khó như vậy chứ? Nghĩ đến đây, trong mắt Dịch Phong đầy vẻ đáng chát. Loại tâm cảnh này, người thường căn bản không cách nào hiểu được. Thế nhân đều đang cực khổ theo đuổi tu vi mạnh mẽ, chỉ có Dịch Phong vì chuyện này mà phiền não, nếu như người khác biết được chân tướng, sợ rằng lại là một hồi sợ hãi thán phục sùng kính. Vui vẻ nhiệt nhiệt liệt chấn trời vang vọng đảo đen, Dịch Phong lại thể hiện ra vẻ không hòa hợp. Tối ngày hôm nay, e rằng chỉ có Lộc Thư Giao chuyển ra khỏi Vạn Bảo Lâu, có thể có mấy phần cảm xúc giống nhau, ở trong một viện tử thanh tĩnh. Lộc Thư Giao ngồi một mình ở đình đài, bốn phía cũng không có quá nhiều tôi tớ, cũng không có khách khanh trung thành tuyệt đối. Tất cả lộ ra vô cùng cô đơn, khác biệt như ngày với đêm so với nghị trượng tôn quý lúc trước. Đến một thân váy dài,
cũng đều đổi thành màu trắng, lộ ra vẻ cô tịch vô hạn. Một trận gió mát thổi đến. Thân sắc âm trầm của Lộc Thư Giao vẫn khó mà tiêu tán, nắm chặt chén rượu trong tay không buông. Mãi đến khi, trong đầu lại lần nữa hiển hiện ra một quyền vô cùng đáng sợ kia. Nàng mới chậm rãi buông tay Ngọc ra, giống như có chút thoải mái. Đúng thật là ta sai rồi. Cách đó không xa, một vị nha hoàn dung mạo thanh tú tay cầm khai, bưng mấy đĩa linh quả tinh mỹ đi đến. Tiểu thư, người nhất định phải giữ gìn thân thể. Lộc Thư Giao khẽ gật đầu, giống như đã hồi phục từ bên trong thất bại cô đơn. Ừm, lần thi đấu này đúng thật là Lộc Tâm Lan thắng rồi, ta thua tâm phục khẩu phục. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1727, Cơ hội chuyển bại thành thắng, 2. Nghe xong, trong mắt nha hoàn lộ ra vẻ thán phục, vì khí độ phi phàm bậc này mà kích động, mượn thời gian bày đĩa trái cây, trung tâm lên tiếng an ủi. Tiểu thư có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Dựa vào thân phận và địa vị của ngài, cho dù rời khỏi Vạn Bảo Lâu, tương lai cũng sẽ không kém người khác, ngược lại là nô tỳ nông cạn, còn tưởng rằng tiểu thư đối với chuyện này là canh cánh trong lòng. Lộc Thư Giao ngước mắt cười khẽ, trong đôi mắt đẹp nhiều thêm mấy phần trầm ổn. Sao bản tiểu thư lại có thể không thua nổi? Nhưng mà, ta cũng không phải thua bởi Lộc Tâm Lan, mà là thua vị tiên sinh kia. Ta là đích nữ của Lộc gia, cho dù là lần đầu thất bại, cũng sẽ không đứng dậy được. Nha hoàn nghe xong càng thêm sùng kính, vội vàng cúi đầu thi lễ. Tiểu thư anh minh. Ngọc Nhi nguyện vì tiểu thư mà xông pha khói lửa, chờ mong tiểu thư làm lại từ đầu. Nhìn tiểu nha hoàn trung tâm hành lễ, trong mắt Lộc Thư Giao hiện ra vẻ xúc động. Yên lặng nhìn kỹ vài lần, mới nhu hòa phất tay cho lui ra, đợi đến khi không còn người nào nữa. Vị tiểu thư lần đầu trải qua thất bại này, trong mắt mới nổi lên mưa gió. Đến cuối cùng, chỉ có người của mình mới không rời không bỏ, người ngoài từ đầu đến cuối đều không đáng tin cậy. Trung nghĩa ngàn vàng khó mua, thiên hạ rộng ràng, đều nhằm về chỗ lợi, chẳng qua chỉ là bản tính của con người mà thôi. Nhìn về phía đại điện Vạn Bảo Lâu đèn đuốc sáng trưng, giống như minh châu lấp lánh trong bầu trời đêm. Sự ghen ghét trong mắt Lộc Thư Giao không hề giảm xuống, đồng thời cũng sáng tỏ thêm mấy phần chân lý cuộc đời. Suy nghĩ lại, đột nhiên nàng nhiều thêm được không ít cảm ngộ. Lộc Tâm Lan chính là dựa vào cái giá phi phàm chiêu làm người ngoài, có thể đắc thắng nhất thời mà thôi, loại quan hệ trên lợi ích này cũng không vững chắc. Nàng có thể trả các loại giá lớn, đương nhiên bản tiểu thư cũng có thể trả giá gấp bội. Chỉ cần khiến cho Lộc Tâm Lan không còn chỗ dựa vào, vị trí lâu chủ này của nàng sao có thể ổn định. Thứ nên là của bản tiểu thư, nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đẹp của Lộc Thư Giao nổi lên dị sắc. Đây không phải chính là cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Càng nghĩ càng thấy có cơ hội, nàng không chờ đợi được lấy Ngọc Giản ra truyền tin. Kể từ ngày hôm nay, tìm hiểu động tĩnh của khách khanh của Lộc Tâm Lan, nhất là vị tiên sinh thần bí kia. Nếu như phát hiện vị tiên sinh kia đi ra ngoài, nhất định phải lập tức thông báo cho bản tiểu thư. Đợi đưa tin xong, trong đầu Lộc Thư Giao đã phác họa ra cảnh tượng ngẫu nhiên gặp gỡ, cầm chén tiên nhưỡng lên uống một hơi cạn sạch, môi đỏ phá họa ra ý cười chờ mong. Hoàng hôn ngày hôm sau, Dịch Phong đi ra khỏi Vạn Bảo Lâu, đang tản bộ ở trên đường. Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến hắn lại một lần nữa lật đổ nhận thức đối với chính mình. Thậm chí hắn cũng không biết bản thân mình mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy vui sướng, càng nhiều hơn đó chính là mê mang. Hắn nên đi đâu về đâu, đi qua mấy con phố dài náo nhiệt. Cuối cùng nhìn lấy một tòa nhà phồn hoa, mùi rượu tản ra hấp dẫn khách đến như mây, vừa nhìn đã biết là tửu lâu cao cấp. Có lẽ uống chút rượu mới có thể khiến cho tâm tình của hắn yên tĩnh lại một chút. Dịch Phong đang muốn cất bước đi về phía trước. Đối diện lại có một nữ tử đi đến, dứt khoát hành lễ. Tiên sinh hữu lễ. Nữ tử trẻ tuổi dung mạo tuyệt mỹ, mọi hành động lộ ra vẻ quý khí, nhưng quần áo lại mộc mạc, nhìn có vẻ là xuất thân bình thường, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Dịch Phong ngây ngốc nhìn mấy giây, trong mắt dần dần mở to. Hóa ra là ngươi. Người đến chính là Lộc Thư Giao. Vị này đã từng là đại tiểu thư, bây giờ giống như biến thành người khác. Một mình xuất hiện ở trên đường phố,
không còn hoa lệ phô trương giống như trước đây mà trở nên bình thường không ít. Cũng khó trách nhất thời Dịch Phong không nhận ra được. Ngược lại thần sắc của Lộc Thư Giao bình thản, trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng lộ ra nụ cười. Vốn dĩ tưởng rằng tiên sinh sẽ ở trong Vạn Bảo Lâu thời gian dài, là khách quý được tôn sùng, khó có cơ hội gặp lại, không ngờ được có thể ngẫu nhiên gặp được ở chỗ này. Tuy nói biểu hiện của Lộc Thư Giao thay đổi lớn, nhưng Dịch Phong cũng không buông lỏng tâm đề phòng. Trước đây đại tiểu thư này vô cùng phách lối, còn là đối thủ của Lộc Tâm Lan, lại thua ở trên tay hắn, sao có thể chỉ trong chớp mắt đã dễ nói chuyện như thế. Đột nhiên bắt chuyện, tám phần là có âm mưu gì đó. Dịch Phong cũng không phải đồ đần, liếc mắt đã nhìn ra điều không thích hợp. Ôm quyền cười mang tính chất tượng trưng, đúng là có chút trùng hợp. Trong lúc rảnh rỗi ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ được có thể ngẫu nhiên gặp được, dựa vào thân phận của ngươi, không nên một mình xuất hiện ở loại nơi phố phường này. Chương 1728, gặp gỡ ngẫu nhiên, 1. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Dịch Phong, Lộc Thư Giao vẫn giữ thần sắc ôn nhu như cũ. Ta thua tỷ thí, theo lệ vào ngày hôm qua sẽ phải rời khỏi Vạn Bảo Lâu, tên tuổi đại tiểu thư đã từng có bây giờ là mây khói đã qua. Bây giờ chỉ là Lộc Thư Giao mà thôi, đi dạo trong đảo cũng là rất bình thường. Tỷ thí như thế đã qua, chúng ta đã mất đi lý do đối địch, tiên sinh cần gì phải đề phòng như thế chứ? Một cái nhân mày một nụ cười đều không còn tư thế của tiểu thư, chỉ có sự tự nhiên cởi mở. Dịch Phong nhìn đến sửng sốt. Lúc này, Lộc Thư Giao váy dài mộc mạc, dáng vẻ bình thản, hình như đúng như nàng nói, đã buông xuống tất cả. Không thể không nói, muội tử này có nhan sắc, rất cao, sự hoa quý từng có che lấp đi mấy phần kiều mị, bây giờ khiến người khác nhìn vào dễ chịu hơn nhiều, càng có loại cảm giác giai nhân tự nhiên hơn. Nghe thấy người ta rút lui ra khỏi Vạn Bảo Lâu, còn có thể cười mở như thế. Dịch Phong nửa tin nửa ngờ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Có điều thua tỷ thí rời khỏi Vạn Bảo Lâu, e rằng nhất thời còn chưa quen. Lời nói thẳng đâm tim, nào có kiểu hỏi sát muối vào vết thương người khác như thế. Mượn khe hở lễ mạo nhiều người đi đường, nàng mới lại lần nữa vực dậy tâm thái, tiếp tục nở nụ cười thản nhiên gật đầu. Tiên sinh nói đùa, thua chính là thua, tiểu nữ tâm phục khẩu phục, tỷ thí các đời đều là như thế, nhất định cần có người rút khỏi Vạn Bảo Lâu, đây là số mệnh. Bây giờ ta bỏ xuống tất cả gông xiềng, cũng có một chút sản nghiệp để kiếm sống, cuối cùng không cần phải đeo lên ánh sáng đích nữ Lộc gia, ngược lại có được thoải mái tự do. Cái gọi là đều có thiên mệnh, chính là như thế. Nghe đến đó, lại thấy đối phương còn lễ mạo nhiều người qua đường. Dường như là đã thật sự thay đổi, giống như tỉnh lại từ trong mộng quyền thế vậy. Đổi lại là người bình thường, nếu bị thua mất gia nghiệp lớn như thế, nhất định trong lòng sẽ có chướng ngại. Từ nay về sau không gượng dậy được cũng là điều có thể. Nhìn người ta một chút, dễ dàng hài lòng như thế, khí độ coi nhẹ thắng thua, cho dù cái gọi là thế gian hào kiệt, cũng có được mấy người có thể có chí khí giống như thế này. Cuối cùng trong mắt Dịch Phong cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Khó có được người cầm xuống được mà cũng buông xuống được như ngươi, không dễ dàng gì, sau này cuộc sống tự do, sao lại không phải là một loại may mắn chứ? Nhìn thấy thái độ của tiên sinh như thế, Lộc Thư Giao cũng cực kỳ cảm động. Từ khi bắt đầu nàng thua tỷ thí, thế nhân sớm đã trốn tránh, cái gọi là khách khanh môn nhân cũng rời xa phân tán bốn phía. Những tuấn kiệt đã từng xu nịnh đi theo phía sau, khi gặp lại nhất định sẽ là thờ ơ đối đãi, thói đời nóng lạnh. Vị tiên sinh này không chỉ không mượn cơ hội chế ngạo, ngược lại còn dùng lời nói lương thiện đối đãi, thậm chí còn không để ý thân phận biểu lộ khâm phục. So sánh ra, khí độ chí khí của Dịch tiên sinh đâu chỉ vượt qua thế nhân ngàn vạn lần, đúng thật là thế ngoại cao nhân. Sự ghen ghét của nàng đối với Lộc Tâm Lan đúng là không giảm đi chút nào, nhưng đối với tu vi và khí độ khâm phục của Dịch Phong cũng bộc phát ra sự kính nể, ý giao hảo cũng càng thêm kiên định. Lập tức dứt khoát hành lễ, tiên sinh phong độ phi phàm, tiểu nữ vô cùng kính nể. Bây giờ chúng ta lại không có lý do để đối địch, cố ý mời không bằng gặp ngẫu nhiên, nếu như tiên sinh không chê tiểu nữ hiu quạnh, có thể đến dự uống cùng một ly không? Nghe xong, trong mắt Dịch Phong lộ ra vẻ trầm tư. Hắn giúp đỡ Lộc Tâm Lan thắng tỷ thí, không phụ lòng đạo nghĩa và 100 vạn tiền lương kia, sau đó uống chén rượu với Lộc Thư Giao, cũng không có vấn đề gì đi. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn vừa uống rượu, lại vừa có mỹ nhân ở bên cạnh,
dường như tốt hơn nhiều so với bản thân cô độc uống một mình. Nghĩ đến đây, Dịch Phong gật đầu đồng ý. Được. Sau một câu đó, hai người cùng bước đi. Dưới sự cung kính dẫn đường của Lộc Thư Giao, hai người đi vào một tửu lâu hoa mỹ, ngồi xuống nhã gian ở lầu 2. Bên trong bày biện cực kỳ quan trọng, bình phong tranh chữ tinh mỹ, rất có phong cách văn nhân lịch sự tao nhã. Dịch Phong cũng nhìn thấy dễ chịu, gật đầu tán thưởng. Chỗ tửu lâu này đúng là không bình thường. Lộc Thư Giao đích thân rót rượu, ôn nhu khiêm tốn. Tiên sinh quá khen rồi. Nơi này là một trong các sản nghiệp của tiểu nữ, ngày thường ta yêu thích thư họa, nên phái người bố trí thêm một chút, nếu như tiên sinh thích, mong rằng sau này có thể thường xuyên đến. Một lời tùy ý vô hình khoe của, Lộc Thư Giao thể hiện rõ ràng thực lực của mình, ám chỉ tuy là nàng cô độc, nhưng vẫn như trước có đầy đủ vốn liếng. Để tránh cho Dịch Phong thật sự coi thường, đồng thời cũng lại lần nữa thể hiện ý lấy lòng của mình. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1729, Gặp Gỡ Ngẫu Nhiên, 2. Ngược lại Dịch Phong không nghĩ nhiều, chỉ là thầm nghĩ quả nhiên là nữ tử nhà giàu, khó trách người ta có thể buông xuống tất cả, cảm tình vẫn là phải có tư bản. Sau đó hai người nâng chén. Đáy mắt Lộc Thư Giao thể hiện rõ vẻ tò mò. Dường như tiên sinh cũng yêu thích thư họa mỹ tửu, tính tình lịch sự tao nhã như thế, vì sao lại đồng ý giúp đỡ Tâm Lan muội muội? Mong rằng tiên sinh đừng trách, bây giờ tất cả đã kết thúc, tiểu nữ không còn ý gì khác, ta chỉ là tò mò, chuyện vất vả như thế, sợ rằng không phải bản ý của tiên sinh. Chắc hẳn, nhất định là Tâm Lan muội muội đã đồng ý hứa hẹn đúng không? Đối mặt với loại bát quái này, Dịch Phong cũng không để ý. Hiếu kỳ là chuyện bình thường của con người, thua cũng phải thua cho rõ ràng, hỏi một chút cũng không có gì cả. Không sai, nhớ đến con số 100 vạn trên trời kia, hắn gật đầu một cái. Đúng là Tâm Lan cô nương đã đồng ý một lời hứa. Nghe xong, thần sắc Lộc Thư Giao vẫn ổn định như trước, nhưng trong lòng đã là sóng lớn cuồn cuộn. Quả nhiên Lộc Tâm Lan có hứa hẹn mà có thể mời được vị này xuất thủ, e rằng càng không phải là thứ bình thường. Đáng chết! Tại sao Lộc Tâm Lan lại có vốn liếng này? Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc sốt ruột, nàng ngẩng đầu nhìn Dịch Phong một chút. Nếu như muốn đả động vị này, e rằng chỉ có thể dùng đến thủ đoạn phi thường. Âm thầm cắn răng. Lộc Thư Giao đã có giác ngộ đập nồi dìm thuyền, lại lần nữa ngước mắt nhích lại gần về phía Dịch Phong, đợi đến khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng vô cùng nhu tình mị nhãn như tơ. Lộc Thư Giao nhu tình nhìn chăm chú, lại lần nữa rót rượu lên tiếng. Thư Giao kính tiên sinh một ly. Thân hình của nàng không ngừng đến gần, âm thầm bắt đầu vận chuyển sức mạnh đại đạo, khí âm nhu trải rộng kinh mạch, thân thể yêu kiều yên lặng không một tiếng động tản mát ra hương thơm. Đây chính là thiên hồn đại pháp mà nàng học được từ một bản thiếu nằm trong cổ tịch. Vốn dĩ đây là con át chủ bài giữ mạng, dùng để mị hoặc tâm thần của người khác. Bí pháp này cực kỳ cao thâm, cho dù là nàng, cũng chỉ luyện được đến tầng thứ 3. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lộc Thư Giao cũng sẽ không lấy lá bài tẩy cuối cùng này ra dùng. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, còn có tư sắc tuyệt mỹ bổ trợ, nhất định có khả năng đắc thủ. Vì để bắt được Dịch Phong, nàng hoàn toàn bỏ xuống thân phận tiểu thư, không tiếc hy sinh nhan sắc. Ở trong mắt của vị đích nữ Lộc gia này, chỉ cần sự nghiệp lớn có thể thành, tất cả đều có thể trả giá. Đợi đến khi lại lần nữa chấp chưởng Vạn Bảo Lâu, sẽ còn có ai biết được chuyện bí mật này. Trong lòng bộc phát kiên định, Lộc Thư Giao không ngừng ngưng tụ sức mạnh âm nhu, mị thái càng tràn ngập hơn. Nhìn thấy muội tử này lại đến mời rượu, hắn là một đại nam nhân sao có thể không uống. Dịch Phong cầm chén rượu lên một hơi cạn sạch, đa tạ. Phản ứng bình thường, thân sắc cũng không biến hóa quá nhiều. Trong lòng Lộc Thư Giao sững sờ. Nàng dùng thiên hồn đại pháp, hơn nữa gần trong gang tấc, thế mà vị này còn có thể ngồi vững, không nhận một chút mị hoặc nào. Nếu như là người bình thường ở phía trước, lúc này e rằng đã miệng đắng lưỡi khô, một loại bộ dáng đầu heo. Quả nhiên vị tiên sinh này có định lực phi phàm, có chút sợ hãi thán phục. Lộc Thư Giao tiếp tục nhích lại gần, dùng thiên hồn đại pháp tầng thứ 2. Dịch Phong cũng ngửi được mùi thơm nồng nặc hơn, chỉ cảm thấy một hồi lúng túng. Hay lắm! Ra ngoài ăn cơm cũng phun nước hoa nồng như thế,
đều sắp khiến người khác hít thở không thông rồi. Sợ rằng phun đến 2 cân đi, có tiền cũng không phải khoe của như thế, nàng không sợ người khác ngộp thở sao? Lẽ nào, nàng bị hôi nách? À, tiếp đó Dịch Phong bịt mũi yên lặng quan sát. Lộc Thư Giao càng thêm sợ hãi, thiên hồn đại pháp tầng thứ 2 cũng không có tác dụng. Không chỉ không có cách nào mị hoặc được tiên sinh, ngược lại khiến cho người ta sinh lòng cảnh giác, dường như cơ thể rất có đề phòng đối với loại mùi thơm thoải mái này. Lại lần nữa chấn kinh, Lộc Thư Giao không còn dám nắm chắc, lập tức vận chuyển toàn bộ khí âm nhu. Thiên hồn đại pháp tầng thứ 3, hai con ngươi tràn ngập tình cảm nhìn chằm chú. Hai con ngươi mị thái như tơ, giống như có nước mùa thu đang lưu chuyển, ánh mắt mê ly tràn ngập mị hoặc, chỉ một chút cũng đủ để cho con người luân hãm. Lộc Thư Giao bất động thanh sắc trong lúc khiêu khích tình cảm của đối phương, môi đỏ phác họa ra ý cười say lòng người. Giai nhân đang ở phía trước, vượt qua toàn bộ mỹ cảnh trên thế gian này. Nhưng ở trong mắt Dịch Phong, cảnh tượng lúc này so với lúc trước còn lúng túng hơn. Đôi mắt chớp chớp kia là có mấy ý. Chương 1730, tất cả giống như trò đùa, 1. Ạch, Lộc cô nương, mắt ngươi có cát bay vào hả? Hay là ta thổi cho ngươi một chút? Lộc Thư Giao nghe xong cứng đờ. Vất vả lắm mới ấp ủ ra được loại không khí mập mờ này, trong nháy mắt đã tiêu tán không còn, chỉ còn lại sắc mặt lúng túng của nàng, nụ cười trên khuôn mặt cứng lại, sắc mặt đỏ bừng. Đáng ghét, người này nhìn thấy mỹ thuật của nàng thì cũng thôi đi, còn lên tiếng trêu chọc như thế, không hiểu một chút phong tình nào, đúng thật là một tên đầu gỗ. Tức chết người ta rồi. Trong chốc lát mọi loại mị thái tiêu tán, trong lòng Lộc Thư Giao xấu hổ giận dữ đan xen. Cứng người ngồi chưa đến mấy giây, nàng chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng, lòng bàn chân đều sắp móc ra một đoạn văn nhỏ rồi, hận không thể dùng văn chương để lên án Dịch Phong. Nhưng khi nàng đối mặt với hai con ngươi của Dịch Phong, chỉ nhìn thấy thanh mâu không chút gợn sóng, phảng phất như là đã trải qua vạn năm tang thương. Nào có một chút ý trêu đùa nào. Lập tức, Lộc Thư Giao giật mình tỉnh lại. Vị tiên sinh này yêu thích thư họa, sao có thể không hiểu phong tình chứ? Tuyệt đối không thể nào. Vừa rồi hắn khôi hài mở miệng, nhất định là cố ý làm thế. Vì để, chính là để bản thân nàng biết khó mà lui. T. Đột nhiên Lộc Thư Giao bừng tỉnh. Hóa giải thiên hồn đại pháp một cách nước chảy mây trôi, vị tiên sinh này đúng thật là có thủ đoạn đáng sợ. Từ chối nhã nhặn không dành một chút tình cảm nào như thế, nhất định là đã quyết tâm, nhất định là muốn nâng đỡ Lộc Tâm Lan. Đoán được chân tướng, Lộc Thư Giao rất không cam tâm. Không biết làm thế nào để đả động át chủ bài của đối phương, nàng đành phải từ bỏ ý muốn giao hảo. Đồng thời trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Việc đã đến nước này, nàng không chiếm được loại nhân vật này, vậy thì chỉ có thể giết chết người này, tuyệt đối không thể để cho người khác sử dụng. Trong lòng hiện lên kế hoạch hung ác, Lộc Thư Giao lập tức lui ra phía sau ngồi xuống, trên mặt mang ý cười lễ nghi. Tiên sinh nói đùa, tiểu nữ không sao. Hình như tiên sinh cũng không có hứng thú uống rượu, nhất định là tiên những bình thường này khó lọt vào mắt đi. Nói rồi, Lộc Thư Giao quay về phái ngoài cửa dặn dò. Người đâu, lấy tiên những bản tiểu thư chân tàng ra đây. Chưa đến mấy giây, nha hoàn ở bên cạnh đã dâng lên một bình rượu ngon, bầu rượu vô cùng tinh xảo, lũ khắc phù vân tiên hạc, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm, hương thơm say lòng người tiêu tán khắp nhã gian. Dịch Phong cũng nhìn đến hiếu kỳ, đa tạ tiểu thư khoản đãi, không biết đây là rượu gì. Lộc Thư Giao chậm rãi đứng dậy, tự mình rót rượu cho Dịch Phong. Tiên sinh minh giám, rượu này chính là dùng thiên tuyền của đảo đen ủ chế mà thành, bên trong có 18 loại bảo tài chân quý, ban đầu uống giống như nước, nuốt xuống mới biết hương thơm vô cùng thanh khiết, ở trong răng môi 3 ngày không tán, mong rằng tiên sinh thưởng thức tỉ mỉ. Sau khi giới thiệu, Lộc Thư Giao nhẹ nhàng nhấn vào cơ quan của bầu rượu, cũng rót đầy một ly cho mình, vững vàng giơ lên. Mời. Dịch Phong nghe xong càng hiếu kỳ hơn, không có bất kỳ hoài nghi nào, trực tiếp nâng chén rượu một hơi cạn sạch. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong lòng Lộc Thư Giao vô cùng đắc ý, thần sắc cũng chuyển biến tốt đẹp hơn không ít. Đây chính là vạn độc nhưỡng, trong đó luyện hóa ngưng kết vạn độc, không mùi không vị không dễ dàng phát hiện, lại thêm bầu rượu âm dương. Tài tình rót rượu, loại bỏ lo nghĩ của đối phương, chiêu dùng rượu độc này có thể nói là vô cùng cao minh. Cho dù là vị tiên sinh này, một khi uống vạn độc nhưỡng vào,
cũng chắc chắn sẽ chết. Lục Tư Giao thấy kế sách thuận lợi, phảng phất như lại có tự tin khống chế tất cả, nhưng yên lặng chờ một lúc. Dịch Phong vẫn như trước, sắc mặt không thay đổi, ngược lại chẹp chẹp miệng, một bộ dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Ừm, người rất thơm, nhưng uống lại không có hương vị gì, làm phiền Lộc tiểu thư lại rót thêm cho ta một ly nếm thử một chút. Trong nháy mắt Lộc Tư Giao kinh hãi đến ngón tay ngọc nắm nhẹ, trong lòng cũng lẩm bẩm. Không thể nào, uống vạn độc nhưỡng vào sẽ chết tức khắc, có thể nói là thiên độc của đảo đen, tại sao lại có thể không có chút tác dụng nào? Lẽ nào tu vi của người này quá mức cao thâm, nhất thời có thể ngăn chặn được độc tính? Cũng được. Vạn độc nhưỡng đúng là rất hiếm, nhưng nếu như đã muốn cung tiễn vị này đi, vậy thì cứ để cho hắn uống đủ, cũng coi như là một loại kính trọng. Lộc Tư Giao mỉm cười rót rượu, vẻ chờ mong trong mắt càng đậm hơn. Nhưng đợi đến khi bình rượu lật ngược, Dịch Phong vẫn sắc mặt đỏ hồng như trước. Cuối cùng, Lộc Tư Giao không ngồi yên được nữa. Đột nhiên cầm bầu rượu lên nhìn kỹ, càng nhìn trong mắt càng lộ ra vẻ chấn động. Bầu rượu đã thấy đáy. Vị tiên sinh này thật sự uống hết một bình vạn độc nhưỡng, nhưng lông tóc không hao tổn gì, tu vi thật sự khủng bố như thế. Các bạn vừa nghe xong tập 173 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.